Xin chào tất cả mọi người, Huyền sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một chị khách hàng đang điều trị nám và tàn nhang tại Viện Thẩm mỹ Korea bằng công nghệ siêu cấy Mesolite. Mọi người hãy nhìn giúp Huyền một chút nhé, bởi vì hình ảnh qua điện thoại nên có lẽ là không được lớn trơn lắm. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất là rõ tình trạng da của chị. Da bị nám đấy, các vết nám mọi người nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Thì bây giờ Huyền sẽ cùng với mọi người trò chuyện với chị khách hàng một chút để tìm hiểu về nguyên căn dẫn đến tình trạng da bị như vậy nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, vừa rồi thì em có giới thiệu đến khán giả của Korea về tình trạng da của chị và cái liệu trình chị đang điều trị tại đây đấy. Thì chị có thể chia sẻ cho khán giả của Korea được biết là cái nguyên căn dẫn đến cái tình trạng da của chị bị như vậy được không ạ? Da của chị là bị nám do di truyền. Mà thực ra là chị thì cũng trẻ thôi, nhưng mà vì di truyền ấy cho nên là nám thì cũng biết nám, nó rất là rõ ràng, rất là rõ. Và hôm nay thì điều trị cũng là buổi thứ năm rồi và thấy da mình khỏe lên và vết nám thì cũng mờ đi, cũng thấy nó hiệu quả rõ ràng luôn. Dạ vâng ạ. Thực ra thì chị không nói thì mọi người cũng có thể so sánh trước hình ảnh của chị rồi, hình ảnh trước và hình ảnh sau của chị đây rồi ạ. Nám đã mờ đi rõ rệt đấy đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ, nám đã mờ đi rất là rõ rệt luôn. Đây mọi người hãy nhìn lại nhé. Xin lỗi mọi người là bởi vì hình ảnh của do chính chị khách hàng cung cấp cho nên là nhiều khi là không được rõ cho lắm. Nhưng qua đó thì mọi người cũng có thể quan sát hình ảnh ban đầu và hình ảnh trong quá trình chị điều trị. Hôm nay là buổi thứ 5 rồi đấy ạ. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất là rõ toàn bộ cái vùng nám ở má của chị gần như là mờ một cách triệt để rồi. Đó mọi người thấy không ạ? Da sáng hơn, đều màu hơn và khỏe hơn. Cho em hỏi một chút là cái buổi đầu trị liệu của chị so với đến ngày hôm nay buổi thứ 5 rồi, trong quá trình điều trị thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Lần đầu chắc là chị không quen cho nên là cảm thấy nó cũng hơi bị chân chích, cũng hơi thấy nó tê tê. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì quen rồi nên thấy cũng bình thường. Bình thường đúng không ạ? Làm nữa vẫn được đúng không ạ? Dạ vâng, vừa rồi thì Huyền giới thiệu đến mọi người một ca trị liệu bằng Mesolite của chị khách hàng ở đây. Mình sẽ nói lại một chút nhé. Mesolite là một trong những cái dòng tinh chất có thể điều trị nám, tàn nhang, làm sáng và đều màu da cho khách hàng. Tất cả những khách hàng mà gặp vấn đề đó nhất thì có thể điều trị bằng Mesolite. Chắc chắn các chị sẽ lấy được làn da sáng, khỏe mạnh. Như chị khách hàng đây, mọi người cũng có thể nhìn thấy kết quả rồi. Nám không còn, sắc tố da cũng đều màu hơn và đặc biệt là da rất là khỏe. Bởi vì thông thường nếu một làn da yếu thì sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận được các cái đợt đưa dưỡng chất. Một làn da khỏe thì tất cả các đợt dưỡng chất khi mà đưa vào thì có thể tiếp nhận và có thể phát huy tác dụng tối đa. Và hy vọng rằng với chị khách hàng đây thì mọi người sẽ có thể có sự cân nhắc và so sánh để lựa chọn cho mình một liệu trình chăm sóc da phù hợp, vừa an toàn vừa hiệu quả nhé. Thì rất là cảm ơn chị khách hàng đây đã cho mình chia sẻ một chút và cảm ơn tất cả mọi người trong suốt quá trình đã luôn luôn đồng hành và theo dõi cùng với Viện Thẩm mỹ Korea. Mùa hè đang tới là một trong những cái thời điểm nắng nóng rất là cao, tất cả các chị khách hàng, các chị em có thể đều gặp các vấn đề về da nếu như mình không biết cách chăm sóc và bảo vệ. Thế thì qua đây thì Viện Thẩm mỹ Korea cũng muốn giới thiệu đến chị em về phương pháp trị liệu cũng như là hướng dẫn chị em cách chăm sóc da tốt hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được làn da tươi trẻ và mịn màng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.